dành cho các bạn sinh viên đang học đại học, có nên học cải thiện điểm hay không? Nhiều bạn luôn cho rằng học cải thiện điểm thì sẽ tốt, nhưng thực tế nếu không biết học đúng cách thì chẳng những không cải thiện được điểm mà còn khiến cho bạn bị áp lực và có nguy cơ điểm cải thiện còn thấp hơn điểm ban đầu, từ đó dẫn đến vừa phí phạm thời gian vừa tốn công sức. Tốt nhất là chỉ nên học cải thiện điểm khi 1. điểm trung bình học kỳ của bạn quá thấp. 2. môn cải thiện là môn bạn có kiến thức tốt chỉ vì lần thi đầu do sơ suất nên bạn không được điểm như mong muốn. Và điều thứ ba là điều quan trọng nhất, đó là bạn phải có điều kiện kinh tế tốt vì học cải thiện điểm vẫn đóng học phí tính chỉ như bình thường.